Để ra đường chị em ơi. Hả? Lê Quang Đạo, Hà Nội các bạn nhá. Đấy. Vừa ra cái khỏi sân vận động quốc gia mình đi. Bữa nay cả cầu thủ đang nghỉ ngơi không tập luyện gì cả. Qua một tháng thì mình tập. Sân rất rộng, rất đẹp. Cái sân này nó chỉ đá những cái giải lớn thôi. Đá giải lớn còn các câu lạc bộ với tập. Tập thì nó sẽ tập, tập sân bên cạnh. Vệ tinh. Tập sân vệ tinh, sân bên cạnh. Đây là hai những hình ảnh về Hà Nội buổi sáng mùa thu các bạn nhé. Đấy, rất đẹp. Sân này chi phí vào khoảng 50 triệu một tháng này. Xong cỏ kia. Cỏ mô rá hay cỏ mô rá? Loại cỏ mà hiện đại nhất đấy. Cỏ mô rá, cỏ kim, kim mô rá. Đây là hai bộ con vào sân. Có cho vào hẳn chỗ. Hả? Khán đài không ạ? Có chứ. Thì có để mở cửa mời vào có vấn đề chị. Chỉ cần mình hai tiền taxi là quay hết cảnh Hà Nội. Vâng. Các bạn đang xem những hình ảnh về Hà Nội các bạn nhé. Ở đây đang Trần Hưng Đạo. Lê Quang Đạo. Lê Quang Đạo. Ở quận gì anh ơi? Quận Từ Liêm. Quận Từ Liêm, Lê Quang Đạo. Hai bên đường rất chính là đẹp. Có mượt mà. Đường đua F1 đấy chứ. À đây đường đua F1. À, chẳng qua là nó không đua nữa thì nó mở ra cho mọi người đi. Là khép lại hả? Đây là thuộc đường đua công thức F1 này. Xe mô tô này. Ô tô chứ. Ô tô. Đây là cầu gì anh này? Cầu vượt đường bộ. Cầu vượt đường bộ. Đường Lê Quang Đạo. Đại lộ Thăng Long. Đây là đường gì anh này? Đại lộ Thăng Long đây. À, đại lộ Thăng Long. Ở đây là thuộc đại lộ Thăng Long các bạn nha. Bên trái là trung tâm của miền Bắc. Đây là trung tâm Hà Nội đấy.
À giờ về tới Tả Phong nhưng mà tôi đi mua tôi đi. Hay. Big C các bạn ạ.